Từ giờ mà các bác không nâng cấp cái option này cho chiếc xe của mình là quá thiếu sót luôn ạ. Bình thường nhá, khi mà các bác khóa cửa xe thì các cái kính mà quên thì nó sẽ không lên, và để mà trang bị cho thế thì mình chỉ cần lắp thêm một bộ module cầm gương và lên kính thế thôi, là anh em khóa cửa phát là kính nào chưa lên thì nó sẽ lên, và gương chưa gập thì nó sẽ tự động gập lại. Đấy, đảm bảo cho anh em cái nhu cầu đó là đi mà đi ra ngoài mà quên có lên kính này. Nhiều khi anh em đỗ dọc đường này mà không lên kính cái nhá, là có thể là sẽ bị mất trộm để đồ giá trị trong xe này. Đấy. Nhưng mà khi anh em mà lắp cái bộ gập gương lên kính rồi thì anh em chỉ cần ấn đây, anh em khóa cửa này, gương sẽ tự động gập lại, và kính nó sẽ chưa kính nào chưa lên thì nó sẽ tự động lên này. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, nó sẽ lên kính, và hai kính kính này. Đấy. Rất là tiện lợi đúng không anh em? Đấy. Mà anh em mà quên một kính nào đấy nó tự động lên, còn các kính nó lên rồi thì nó vẫn giữ nguyên như thế, nó sẽ không hạ xuống nữa. Đấy. Và lắp cái bộ này thì anh em cứ yên tâm là cắm đất zin hết hoàn toàn nhá, không phải đấu nối cái gì cả. Còn lại lắp đặt ở đâu ạ? Hãy đến với Akala, anh em sẽ được trải nghiệm ngay cái dịch vụ đấy ạ. Cảm ơn anh em.